Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái van gọi là van y lọc. Nó là một cái thiết bị để loại bỏ các cái chất rắn không mong muốn khỏi cái dòng chất lỏng, chất khí hoặc hơi nước. Lọc rác bằng một cái bộ phận lưới lọc. Van này thì được thiết kế chữ Y và dễ dàng vệ sinh lưới lọc loại bỏ các cái cặn bẩn rồi rác ra khỏi van. Và chúng ta sử dụng cái này để bảo vệ máy bơm, bảo vệ van điều khiển, bộ điều chỉnh và các thiết bị xử lý khác. Thì cấu tạo của van y lọc nó bao gồm phần thân van, phần lưới lọc và phần nắp van. Phần thân van thì được đúc bằng gang, đồng hoặc thép. Phần lưới lọc thì nó có thể có hai loại lưới, lưới lọc đục lỗ hoặc lưới lọc đan. Phần nắp thì là phần được chế tạo bằng vật liệu với cái thân van và Cái này thì được kết nối bằng các cái bu lông Có thể tháo rời và vệ sinh rất là dễ dàng thay thế cái lưới lọc ưu điểm của cái này là hoạt động nó liên tục và không làm gián đoạn cái dòng chảy Dễ dàng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng Sử dụng rất linh hoạt, giá thành thì thấp Và cấu tạo thì rất là đơn giản Y lọc thì thường thường được sử dụng phổ biến trong cái cấp thoát nước Để tránh cái cằn bẩn đối với dòng chảy và an toàn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.